Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thế thì ngươi nhìn cho kỹ đây. Bước thứ ba. Không hổ danh là tuyệt thế yêu tổ. Đây là muốn ép cơ thể của ta lổ luôn hay sao? Không hay. Lại không chịu được. Trên vai của hắn à? Áp lực biến mất rồi. Vừa là ý kiến là cái gì? Hơi thở này. Nếu như ngươi và ta đều không cảm giác sai. Vũ hóa đại đế. Trên người của thập bát thần tử đã bộc phát ra hơi thở của vũ hóa đại đế rồi. Hơi thở trên người của ngươi là của vũ hóa đại đế sao? Vũ hóa đại đế. Mẹ nào là? Trước đây thập bát thần tử xông vào thiên kiêu bảng còn lấy được hạng nhất. Hạng nhất của thiên kiêu bảng. Thế không phải nói thập bát thần tử chiến thắng vũ hóa đại đế của thời kỳ thiếu niên rồi sao? Không thể nào, đại đế đều là tồn tại vô địch cùng thế hệ, thập bát thần tử không thể nào làm được. Năm đó chúng ta đi theo vũ hóa đại đế, vô cùng quen thuộc với hơi thở của hắn, cái này không thể nào sai được. Có lẽ vũ hóa đại đế có dụng ý này. Hai vị, nếu như ta đã làm được rồi, yêu chúng của núi Đại Ngân nên rút đi, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Thôi bỏ đi, nếu như thập bát thần tử đã thắng rồi, chuyện này tạm thời xem như cho qua. Nhưng mà thập bát thần tử, ta vẫn phải cảnh cáo người. Người hóa kén là sao chổi gây họa. Yêu loại của núi Đại Ngân có thể bị áp chế, nhưng yêu loại ở trong thế gian này thì không đếm hết được. Người không chém hết được đâu. Là tai họa là có ý gì? Nếu như người cố chấp muốn bảo vệ người này, tương lai của cả vũ hóa môn đều sẽ bị ngươi làm cho liên lụy. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đấy. Hai vị não tổ đây nào muốn đi đâu vậy? Bổn tọa nếu như đã xuất thế,
Đương nhiên là quay về Vũ Hóa Môn nắm giữ lại càn khôn lần nữa.